Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Vâng, thì bây giờ là đúng 12 giờ trưa. Vâng, thì tôi đang có mặt tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đây. Vâng, thì trên màn hình quý vị đây là một nhà bậc thủy ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Vâng, nhà bác có một cái là trưởng họ đây, thủy là trưởng họ, một dòng họ đây. Thì để chúng tôi để bàn giao cho anh một chiếc sập ngũ phúc, vâng, chất liệu bằng gỗ cụ và một bộ tràng kể. Vâng, thì chúng tôi đang quay sơ qua ngôi nhà của bác Thủy cho quý vị cùng tham khảo. Vâng. Một căn nhà cấp 4 ở một vùng quê, đó là xã Giao Thủy. Huyện Giao Tiến, vâng, rất là đẹp. Vâng, thì chiếc xe chúng tôi đã vừa ấy và đã khênh đồ trong nhà rồi. Vượt qua còn hơn 200 cây số mà một quãng đường rất là dài. Vâng, thì đã có mặt tại nhà bác Thủy giữa vào lúc bây giờ đúng 12 giờ trưa. Vâng, này hơn 200 cây số rất dài, vâng, nhưng mà bác cũng không quản ngại được xa, vâng, bác đã hai lần có mặt tại cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám tôi rồi. Một lần bác lên đặt và một lần bác đã lên kiểm tra và ký tên. Hôm nay chúng tôi đã về để bàn giao cho bác đây. Thì để vào chi tiết bên trong quý vị xem một chiếc ca sập nhé. Và đây, đây trước màn hình quý vị, tôi làm một chiếc sập ngũ phúc kích thước 1m8 2m2 đây, và chúng tôi vừa bàn giao và vừa lắp đặt cho bác đây. Đấy, bên này là chiếc bộ tràng kể này, tràng kể vừa nghe lắp vào một cái không gian thì bác rất là vừa vặn luôn, bộ tràng kể chất liệu bằng gỗ lim. Bộ này là có kích thước dài 2m17 và trường đại đây, và mặt rộng 50 và cao chỗ ngồi cũng là 50. Đấy, quý vị có muốn sở hữu một bộ tràng kể như của bác Thùy ở xã Giao Thủy, huyện Giao Tiến, tỉnh Nam Định thì xin liên lạc với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thôi nhé. Và có số điện thoại là 0987 510806. Và thì đây, trên màn hình quý vị đây là bác Thủy đây, và bác chủ nhà. Đấy, không gian này nói chung là rất là vừa vặn, đúng không bác Thủy nhỉ? Vâng, rất đẹp ạ. Vâng, thì là hơn 200 cây số bác nhỉ. Vâng, thì mấy hai bác đã lên tận cơ sở là hai lần rồi. Vâng, mấy lần trước cũng vội cũng không quay clip được. Và hôm nay đã có mặt tại nhà bác và tôi đã quay một clip để làm kỷ niệm đối với khách hàng. Vâng, thì chúng với tư cách nhà sản xuất, chúng tôi rất chân thành cảm ơn bác Thùy và đã tin tưởng và dùng đồ của cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám, và bác đã lên tận cơ sở đặt và hôm nay chúng tôi đã xuống lắp đặt tại nhà cho bác. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác và chúc bác và toàn thể gia đình có sức khỏe tốt. Vâng, xin cảm ơn bác nhé.